Rồi, xin chào tất cả anh em. Nay thì mình lại giới thiệu đến anh em một căn nhà gỗ lim ta, lim gọi là lim Thanh Hóa đấy, đúng lim sâu gióm Thanh Hóa hết các bác nhá. Toàn bộ căn nhà vẫn còn để mộc mạc nguyên này các bác nhìn. Toàn bộ vẫn còn để mộc mạc nguyên si, trần si hết. Căn nhà này thì được rất nhiều lim, cột, vì, kèo, hoành, hoành xà, lim hết đây kể cả. Cái hoành, cái đòn tay ở trên mái này cũng toàn bộ lim đen xì hết các bác nhé. Cả hai toàn bộ đây, phần kẻ hiên, căn nhà. Căn nhà của nó hiện tại hiện đang là 4 gian các bác ạ. Đấy, 4 gian, 3 gian chính và 1 gian buồng. Đấy, cái kẻ hiên làm rất cong luôn. Kẻ hiên làm cong đến thế. Ừ, các bác nhìn chất lim này. Đấy, toàn bộ là lim lim xanh Thanh Hóa nhé. Chân xì mộc không một chút gì sơn xì cả. Đấy, 100% luôn. Quá đẹp. Lòng nhà là 4,5 mét ra từ cái cửa này đến cái vách đằng sau. Còn nếu mà ra tận giọt danh thì của nó phải là 5 mét. Đấy, ra tận giọt danh thì 5 mét. Hiên này là 1,9 mét. Hiên là 1,9 mét. Hiên rất rộng luôn các bác nhìn. Hiên rất là rộng. Căn nhà toàn bộ bằng gỗ lim hết. Bằng gỗ lim Thanh Hóa. Đấy, có một số chi tiết là mình nhận định là không phải lim, thì nó là một số các cái ván vách bưng này các bác nhìn. Đấy, một số các ván vách bưng này thì cái đấy mình không quan trọng, mai kia mình bỏ đi. Và một số các cái đấu này, một số các cái đấu nhỏ nhỏ này thì chắc là do lim nó cứng quá nên là người ta không đục được. Đây, còn cái vì này là vì ở trong buồng. Trong buồng thì gọi là có vì kèo đơn giản thôi. Trong buồng thì có vì kèo đơn giản thôi. Còn ở quan trọng là ba gian giữa. Đấy, cái kẻ hiền rất là đẹp, cong mềm mại thướt tha. Cái này là vanh, ngày xưa vanh là tôn gỗ lắm này các bác. Ngày xưa đúng rồi. Đây, toàn bộ từ cả đòn tay cũng là lim hết nhá. Cột cũng rất là to. Cái nhà này thì hiện tại thì hơi khó xem một chút bởi vì là chủ nhà người ta đang để làm cái kho. Đấy, chủ nhà ở đây đang để làm cái kho để kinh doanh về cái vấn đề là nấm lim xanh. Chủ nhà là chuyên đi thu mua nấm lim xanh thì gặp được căn nhà lim này thì thấy đẹp quá thì mua về, nhưng mà do là bây giờ không có nhu cầu ở mấy nên là cũng bán. Đấy. Toàn bộ hàng xà kèo này là bằng gỗ lim Thanh Hóa hết các bác này. Xà kèo cột, cột rất là to. Cột này đường kính này gần 30 các bác nhé. Cột này các bác nhìn hơi tối nhỉ, hơi dở một chút là hơi tối thì thôi quay về sơ bộ một chút, còn anh em nào thích thì mình sẽ chụp ảnh chi tiết nhé. Với cả anh em nào chốt thì qua cũng xem trực tiếp thì anh em nắm được ngay. Đấy, về phần khung gọng chính của nó đây. Bên trên của nó thì là được hai vì ngoài thì là kẻ truyền, còn hai vì giữa thì là kiểu cầu. Đấy, thì anh em là về đẹp thì cái hướng nhà sửa cái nhà này thì cũng tương đối là đơn giản thôi. Hai cái vì giữa này thì có thể mình thay thành kẻ truyền con chồng, còn không thì mình cứ để nguyên như này. Đấy, ở đơn giản, nhìn đơn giản nó cũng rất là đẹp. Toàn bộ lim hết các bác nhé, kể cả hoành. Đấy, hoành đòn tay ở trên mái là cũng là lim hết. Các bác nhìn phần gỗ căn nhà quá là nục nạc, kinh khủng khiếp luôn. Chất gỗ này, đi một vòng cho anh em xem nhé. Mỗi một gian là 2,65 m các bác. 2,6 m. Chất lim quá kinh khủng. Những căn nhà này thì đến nay thì nó được khoảng 40 năm rồi. Gần 40 năm rồi. Đấy, mặt ngoài đây 40 năm mà mưa nắng nó có việc gì đâu. Đấy, tất nhiên là đây thì người ta dựng lại ở đây rồi, nhưng mà ngày trước nó cũng sẽ như thế này. Đấy, ngày trước ở trên này người ta làm chỉ nên này thôi. Bên này thì là nó không có một buồng nào ở phía bên kia. Thì nếu là anh em nào về đây, các bác nhìn chân cột này, có hiện tượng gì là bị mối mọt gì đâu. Này, chân cột khô đét luôn các bác nhá. Đấy, chân cột khô đét luôn, không có một hiện tượng mối mọt gì cả. Đấy, là mặt đằng sau đây. Đấy, mặt đằng sau căn nhà đấy. Sạch sẽ. Đấy. Ra đến hết đây thì được 5 mét. Còn nếu mà tụt vào thì 4,5 mét. Đấy, đây được 5 mét. Quá là đẹp luôn. Đây, toàn bộ gốc lim. Cái gốc lim. Quay một chút nữa về phần trong nhà. Nhà này hơi khó xem, anh em hết sức thông cảm giúp cho. Căn nhà phải nói là phần kẻ hiên đẹp mỹ mãn, chất lim. Anh em nào thích một căn nhà mộc về, mình sẽ làm thêm một cái buồng nữa các bác nhé. Về làm thêm một cái buồng nữa thì sẽ thành là
3 gian 2 buồng. 3 gian 2 buồng thì nhìn dáng nhà nó sẽ cân hơn. Hiện tại ở đây đang là 3 gian 1 buồng. Cột này cũng ở vanh khoảng 7 72 73 các bác nhé. 72 73 nó đường kính khoảng 24. Cột ở trong này thì to hơn. Cột ở trong này thì to hơn. Này, toàn bộ là chất lim mộc mạc hết. Quá ghê gớm. Chất lim quá ghê gớm. Các nhìn. Này, chất lim kinh nhau. Quá kinh khủng. Chất lim. Các bạn nhìn căn nhà đẹp. Rất là đẹp luôn nhé. Một chiều là gọi là 7 mét đi. 7 mét phủ bì và 2 mét 7 nhân với cả 4. 2 mét 7 nhân 4 là khoảng 10 11 mét mấy đấy. 2 mét rưỡi nhân 4 thì đó đã là 10 mét rồi. Cộng 12 với phân là 10 mét 80. 10 mét 81. Còn nếu mà làm được thành 5 gian, 3 gian 2 buồng thì loanh quanh nó cỡ khoảng 13 mét rưỡi đến 14 mét nhân với một kích thước một chiều là 7 mét đây, kể cả hoành cũng là lim luôn các bác nhé, hoành cũng là lim luôn. Căn nhà chất gỗ rất là nục nạc, lim toàn bộ là lim sâu gióm Thanh Hóa hết. Đây các bác nhìn đây, chất gỗ đây đánh bóng ra là như này hết đây nhá. Đây, lim lim già mấu mắt kinh quá. Cái này không tránh được nhưng mà kệ nó thôi, mình chơi nhà gỗ xịn phải chấp nhận là không thể nào là như gỗ Nam Phi được. Mấu mắt nó nhiều mà, dòng gỗ Thanh Hóa mà. Các bác nhìn, mấu mắt rất nhiều. Thế nó mới chất các bạn. Thế nó mới chất. 4 gian, 3 gian 1 buồng. Tiếc mỗi cái là phần bên trong này quay là không được chi tiết cho lắm, bởi vì bên trong này thì là để nhiều đồ quá, để hết đồ cả. Nhưng mà đây, phần vì kèo bên trên cũng rất là sạch sẽ, toàn bộ là lim hết. Nhà này về mà dựng lại mà thêm cửa bức bàn các thứ nữa vào thì thôi rồi luôn. Tất nhiên là mà như thế thì nó sẽ thêm khá là nhiều chi phí, nhưng mà nó sẽ lên một căn nhà đẹp tổng thể. Rồi, xin chào anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình nhé, gọi điện trực tiếp luôn. Xin lỗi anh em là mình không có thời gian để trả lời bình luận ở trên kênh. Anh em nào ưng là cứ gọi điện trực tiếp luôn cho nó dễ nhé. Trực tiếp, bởi vì gọi điện còn trao đổi rất là nhiều thứ nữa, còn liên quan đến là vấn đề lắp dựng ở đâu, chi phí như thế nào, thêm những phần gì. Anh em trao đổi trực tiếp thì còn 5-7 phút là xong thôi. Còn anh em mà cứ inbox thì cứ đến từ sáng đến tối cũng không trao đổi xong được về cái nội dung căn nhà. Ok, xin cảm ơn anh em.